đất giá rẻ anh chị nha. Video này em Hải sẽ gửi tới anh chị mình một lô đất giá rẻ sổ hồng riêng 62m 1,4 tỷ. Anh chị nghe hấp dẫn không ạ? Siêu rẻ luôn. Rất là đẹp, sổ hồng riêng, khu dân cư này quý chị. Đó, em đang đi trên con đường này, lô đất mình đi vào đây một xíu anh chị ơi, đường bê tông, đường 5m nha. Sổ hồng riêng anh chị nha, 62m và thổ cư hết. Đấy. Vị trí bất động sản của mình, đất nền của mình là tại phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai anh chị nha. Đấy. À, gần trục đường Phạm Văn Diêu và gần với công an phường Tân Hạnh. Chỗ này ra đường Phạm Văn Diêu tầm 300m, ra công an phường Tân Hạnh 600m, ra chợ Tân Hạnh 1km. Đấy. Thì hôm nay em sẽ gửi tới anh chị mình lô đất sổ hồng riêng để anh chị tham khảo nha. À, đất phân khúc giá rẻ anh chị nha, phân khúc giá rẻ ha. Đấy. Mua bán chuyển nhượng sang tên ngay, hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho anh chị mình luôn. Khu dân cư đẹp như thế này, đó, xây nhà ở phía ngoài quá trời rồi anh chị nha. Đất mình thì ở đây này. Đường này đường cụt anh chị nha. Bê tông 5m hướng tây bắc. Đây, đất mình đây. Em sẽ chỉ đúng 100%, đất là đây quý anh chị này. Chỗ này bỏ một lô này. Lô cuối cùng bỏ quý anh chị nha. Lô cuối cùng mình bỏ này, mốc là cắm đây rồi này. Đây lô thứ hai, tính từ dưới lên lô thứ hai lô này. 62m, thổ cư hết. Quá trời đẹp, quý anh chị thấy không? Nhà xây quá trời không? Ngoài đây em có nhà bán luôn, em có nhà luôn đấy anh chị. Còn đây thì em quay lô đất này ha. Đây lô đất nha quý anh chị nha. Này đất này. Đó. 1,4 tỷ cho cái lô 62m này mà giá 1,4 tỷ còn thương lượng đấy anh chị ơi. Còn thương lượng phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, gần với thành phố Di An. À, ngang 4 này, dài hơn 16 một xíu. À, quên, xin lỗi anh chị, dài 15.5, sorry ạ. Ngang 4 dài 15.5 là 62m á, thổ cư hết á. Đó. Đây mốc đây anh chị ha, qua đây ha, đây mốc này. Có mốc hết nha. Đó, cắm mốc hết rồi. Đó. Sâu thẳng vào cái tường á quý anh chị ạ. Sâu thẳng vào trong tường á, đang trồng rau. Đang trồng rau, đất phường Tân Hạnh. Thành phố Biên Hòa đàng hoàng quý anh chị nha. Đó, giá thì rẻ. 1,4 tỷ lô này, giá còn thương lượng. Anh chị mình có khoảng 500 là mua được lô này rồi ha. Bên em hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho anh chị mình luôn. Đấy. Gần trục đường Phạm Văn Diêu 300m, gần công an phường Tân Hạnh 600m, ra chợ Tân Hạnh 1km. À, về ngã tư Bình Trị của thành phố Di An 1km. Đó, giáp ranh với thành phố Di An anh chị ơi. Đó, khu dân cư đẹp này, ha. Ngoài này bên em có nhà luôn anh chị nha. Nếu anh chị mà quan tâm xem cái lô đất này mà quan tâm mấy căn nhà này, alo cho em Hải ha. Em gửi video mới. Em tư vấn cho anh chị mình nha. Còn video này em chỉ nói đất thôi. Thì video nói nhà thì em nói nhà, nói đất thì nói đất ha. Đó, tại vì em ghi hình cả đất và cả nhà. Nhà đây thì trệt lầu ha, cũng sổ riêng hết. Bên em bán sổ riêng hết anh chị ơi, không bán sổ chung anh chị yên tâm. Đấy. Nói chung bất động sản của em Hải, kênh Hoàng Hải bất động sản, tất cả đều sổ riêng, có sổ, không bán sổ chung. Đấy. Nên là anh chị mình yên tâm về pháp lý nha, mua bán là chuyển nhượng và sang tên luôn. Đấy, không có tranh chấp hay này kia gì đâu ha. Tất cả là đều rõ ràng, minh bạch, đặt cọc vào đi công chứng và sang tên luôn thôi. Bên em sẽ hỗ trợ anh chị mình một cách tốt nhất. Rồi, đã review thì review cho nó hết. Sau đất nhà mình cũng là vườn, đất vườn, cây, quá trời cây xanh ha. Còn đất mình đây đất thổ cư anh chị nha, thổ cư hết nha, thổ cư 100% á. Đây, đối diện nhà mình cái vườn mít ha. Đây, mít trái quá trời này anh chị. Đó. Như thế này thì nó mát anh chị ạ, thấy không? Mình về đây mình xây nhà mà ở cái vườn mít như thế này, vườn cây như thế này nó mát. À, nhà mình đất của mình là Tây Bắc nha. Đây, vườn mít nhà mình này. Đó, nguyên cái vườn mít luôn quý anh chị ơi, rộng quá trời luôn. Đây, mít nhà ai đây? Đại gia ha. Đó. Lô đất của mình thì giá rẻ anh chị nha. Giá vậy là rẻ anh chị nha. Rồi, rất mong anh chị sẽ đăng ký kênh của em Hải nha để tiếp tục cập nhật những video mới nha. Em sẽ ghi hình thực tế cho anh chị mình xem nha. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo. Kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản chuyên chia sẻ tất cả bất động sản tại thành phố Di An và Thuận An của Bình Dương và thành phố Biên Hòa. Em xin chào.